Mark. Bên kia là Pan và Ia. Bên mình Mark gách. Bên kia là hai chém Tuyền. Một trận thi đấu có tới 3 chém, 4 chém. Bài đã thấy một voi rồi. Gỗ khá gần. Vô thường sao của Maxe. Chắc vô thường phải đi tìm chỗ trốn thôi. Bên kia những con chém rất tuyệt. Ia Pan. Bài vô thường hình như cũng không được mặt ở bên tay phải rồi. Dò trước mặt để xem còn nhiều rừng không. Để hai bãi vàng ở trong nhà này. Đây thêm bãi rừng dừa nữa. À rừng thông. Coi như là bài của vô thường gần kín hết rồi. Đây có thêm quả luôn. Một bài khá được anh cho vô thường. Kín nốt đi. Không đường vào luôn. Rồi kín rồi. Như vậy là chỉ có một mặt công vào nhà vô thường thôi. Vàng là hai bãi ở trong nhà rồi. Rất nhiều vàng. Cái gì? Ok. Bài đấu đủ đồ chưa? Bãi quả à, bãi hiêu đầu đâu? Đang cố chặt không? Đóng luôn. Chưa thấy bãi hiêu đầu đâu. Hình như bãi hiêu đầu sau bãi vàng ở đây chăng? Hay là một bãi quả nữa? Thế ông giò cố lên có thêm bãi quả nữa thành cho vô thường. Không bãi hiêu đây rồi. Map mà nhìn cũng khá quen với cái map kín khung này. Bài vô thường chỉ là bài bình thường thôi. Không mức quá khỏe. Thì còn một con voi nùa về. Bài quả phụ. Đàn hiêu 5. Một bài trung bình. Bài thì đã đủ rồi. Một bài 25 dân cả. Không đi dò thêm. Như vậy là xuất hiện thêm một bãi quả nữa cho vô thường rồi. Thế là lực đã là khỏe. Nhưng mà lên đời hơi muộn thôi. Đồ lùa về là hơi muộn. 83x vô thường mình kích đời được với 25 dân. Không biết vô thường sẽ lựa chọn núi đánh Y hay là A. Bài này đánh gì cũng kín. Đánh A thì chắc lúc đầu thì Gunny hơi khổ thôi. Một bài 15% dành cho Van lớp khi cầm Pan. Yamoto chưa biết đánh gì, chưa lên đời. Gỗ thịt đã là đủ rồi. Cần đóng nhà điều kiện vô thường để kích đời ngay sau đây thôi.
đầu 11. B gì đây? BA. Như vậy vô thường quyết định đóng A. Không, đóng L rồi. Chắc vô thường sẽ là một bài châu Y. Can. Vậy chiếc S mắc binh để ăn vàng đây. Không, vẫn hờ. Rồi vừa phá rất nhạy cảm. Con giò mà đến nhanh tí nữa chắc là chết cả dân vàng. Và nớp là người cầm pan. Bài của vô thường đã khung xong nhà rồi. Như vậy như theo thông tin báo về là IA đánh cung A thì phải. Lên đời chắc vô thường phải thiết kế ngay chiếc BI thôi. Van ấp lên đời lực là khá khỏe, ăn mấy con yêu cũng một bãi quả. Một bài khá khỏe cho Van ấp. Bài 15 chắc cũng không khỏe mới đâu, đi ăn cũng khá xa. Đóng Y luôn để cho vô thường. Con cung T của tí đã chết rồi. Hình như bài 15 không khung lắm đâu thì phải. Vẫn chưa nhìn thấy nhà 15 ở đâu. Đồ ăn thì khá xa, 15 giản giữa bản đồ ăn hiêu. Đây rồi. Như vậy là góc 9 giờ dành cho tí. Bạn nước đang công vào cái mặt E này. Bài của tí đã kín rồi. Không. Không vào được. Không, tí đã check hết rồi. Tưởng có phá hớ dành cho tí nhưng mà không phải. Ngăn nì như đã bị Van ớp chém rồi. Bài của Van ớp khá khỏe khi thấy đồ Van ớp ăn hoàng khá nhiều. Vẫn may hủ được con lạc đà. Vậy tỷ số sẽ là 2-1 thôi.